Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Lần đầu tiên tỉnh Lai Châu tổ chức giải đua xe đạp đường trường mở rộng, có rất nhiều đội đua, vận động viên về tham dự. Qua đó khẳng định Lai Châu là điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện và mến khách. Các trường học trên địa bàn huyện Than Uyên chủ động các phương án, sẵn sàng thích ứng khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Thực hiện nghị quyết 04 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ chăn nuôi, nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện Tam Đường đã phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng chăn nuôi tập trung có chuồng trại. Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ 3 tại tỉnh Lai Châu năm 2021. Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ 3 năm 2021 quy mô toàn quốc với sự tham gia của 14 tỉnh được tổ chức tại Lai Châu từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 12 là một sự kiện văn hóa quy mô lớn đáp ứng nguyện vọng của đồng bào dân tộc Mông tại các địa phương nói riêng, của đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại tỉnh Lai Châu và các tỉnh bạn nói chung. Được giao lưu xây dựng tình đoàn kết và giới thiệu những nét bản sắc trong văn hóa dân tộc Mông trên mọi miền cả nước với nhiều hoạt động. Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc, các hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng trong khuôn khổ ngày hội, các hoạt động triển lãm văn hóa du lịch ẩm thực, thi đấu các môn thể thao, trưng bày quảng bá sản phẩm OCOP. Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ 3 tại tỉnh Lai Châu năm 2021. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, cách đây 75 năm, trước dạ tâm muốn cướp nước ta một lần nữa của thực dân Pháp, ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân trong cả nước đã dương cao ngọn cờ, quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, biến từng con phố, làng bản, mỗi ngôi nhà trở thành chiến hào, chiến lũy, triển khai thế trận chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc. Trải qua quá trình chiến đấu gian khổ, lâu dài và giành được độc lập, đất nước được thống nhất. Kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, 19 tháng 12 năm 2021 là thêm một dịp để toàn đảng, toàn dân ôn lại truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, 19 tháng 12 năm 2021 là thêm một dịp để toàn đảng, toàn dân ôn lại truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Bước vào thế kỷ 21, Đảng và Nhà nước ta đã tiếp tục giành được những thành tựu quan trọng trong công cuộc đổi mới, đang từng bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Những thành tựu về chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa xã hội của nhân dân ta trong những năm qua đã được bạn bè quốc tế thừa nhận. Đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta qua nhiều nhiệm kỳ đại hội, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của nước ta qua 35 năm đổi mới như đảng ta đã nhận định. Toàn đảng, toàn quân và toàn dân cả nước tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng, xây dựng và phát triển đất nước, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội, ngày càng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Vào hồi 14 giờ 40 phút ngày 17 tháng 12 năm 2021, tại km 300+300 quốc lộ 4H, thuộc địa phận bản Trang Chảo Pá, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện Nậm Nhùn, Mường Tè, Bộ đội Biên phòng tỉnh phá thành công chuyên án 1021G bắt đối tượng Thào Thị Dung, sinh năm 1979, dân tộc Mông, trú tại bản Pa Mu, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ gồm 6 bánh heroin có tổng khối lượng 2.117g. Điều tra mở rộng, cùng ngày, cơ quan điều tra đã truy xét và bắt giữ đối tượng Giàng A Tùng, sinh năm 2001, thường trú bản Pa Mu, xã Hua Bum, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Cùng ngày 17 tháng 12 vào hồi 16 giờ 50 phút, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy, Đồn Biên phòng Hủy Luông và Công an xã Hủy Luông, huyện Phong Thổ phá thành công chuyên án 1121P, bắt quả tang đối tượng Phan Á Báo, sinh năm 1998, dân tộc Dao, thường trú tại bản Thác Tình, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là một bánh heroin có khối lượng 370 gram. Ngay sau khi bị bắt, đối tượng Phan Á Báo khai nhận một mình di chuyển bằng xe mô tô đến khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc tại lối mở Pô Tô, xã Hủy Luông, gặp một người Trung Quốc nhận 3.700 nhân dân tệ. Sau đó, Báo đi lên xã Bản Làng, huyện Phong Thổ, mua một bánh heroin với giá 130 triệu đồng. Trên đường vận chuyển heroin về đến khu vực đầu cầu Pa Nậm Cúm thuộc địa phận bản Na Sa Phìn, xã Hủy Luông, huyện Phong Thổ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang. Hiện nay, hai chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng liên quan. Đây là hai chuyên án được phá thành công ngay sau khi Công an tỉnh ra quân thực hiện cao điểm tấn công, chấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên tỉnh Lai Châu tổ chức giải đua xe đạp đường trường mở rộng. Tuy nhiên, đã có rất nhiều đội đua, vận động viên về tham dự. Tại mỗi nội dung thi đấu, dưới sự cổ vũ của đồng đội cũng như khán giả, các vận động viên đều thi đấu hết sức nỗ lực để mang vinh quang về cho đội mình, ghi nhận của phóng viên thời sự. Với sự tham gia của 11 đội, hơn 100 vận động viên thuộc các câu lạc bộ xe đạp thuộc tỉnh Lai Châu và Liên đoàn xe đạp mô tô các tỉnh trong cả nước. Các vận động viên tham gia thi đấu ở hai nhóm, nam, nữ. Trong đó, nhóm nữ từ 41 tuổi trở lên thi đấu ở cự ly 15 km. Các nhóm nam từ 16 đến 39 tuổi và từ 40 đến 49 tuổi thi đấu ở cự ly 20 km. Từ 50 đến 55 tuổi và trên 55 tuổi thi đấu ở cự ly 15 km. Các vận động viên tham dự giải, bên cạnh việc giao lưu, học hỏi kinh nghiệm đều nỗ lực hết mình để giành được thứ hạng cao nhất. Đến lần đầu tiên là tỉnh Lai Châu tổ chức cuộc đua xe đạp đường trường. Tôi đến đây với mong muốn là mang cái thi đấu, mang cái thông điệp đến rèn luyện xe đạp để mà nâng cao sức khỏe, mang cái tính chất là kêu gọi cộng đồng, tất cả ai có yêu thể thao hãy lựa chọn môn xe đạp đường trường để mà rèn luyện sức khỏe. Giải đua xe đạp được tổ chức nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao và phát triển bộ môn xe đạp. Đồng thời, tuyên truyền giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa, thiên nhiên, con người Lai Châu đến du khách trong cả nước. Tiếp tục khẳng định Lai Châu là điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện, mến khách. Qua đó, thúc đẩy, kích cầu du lịch phát triển. Giải đua xe đạp và đường trường tỉnh Lai Châu mở rộng năm 2021 là hoạt động tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và đẩy mạnh phong trào hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và phong trào môn xe đạp nói riêng. Thông qua cái giải này thì quảng bá cái hình ảnh con người Lai Châu đến với các bạn bè trên cả nước. Với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, các vận động viên đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Kết thúc các chặng đua, ban tổ chức đã trao tổng số 36 giải cho các đoàn và các vận động viên, đồng thời trao 2 giải phụ cho nam vận động viên và nữ vận động viên cao tuổi nhất, cùng các giải nhất, nhì, ba khuyến khích cho các vận động viên xuất sắc. Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu thông cáo báo chí về việc ghi nhận trường hợp thứ 47 dương tính với SARS-CoV-2 trong đợt dịch lần thứ tư. Trường hợp 47 có mã BN1508973. Họ và tên VTS, sinh năm 1977. Địa chỉ xã Bắc Ta, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Nơi ở trước khi về địa phương: đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đã được tiêm phòng 2 mũi vaccine COVID-19. Yếu tố dịch tễ: công nhân đi lao động tại tỉnh Bình Dương,
ngày 18 tháng 12 năm 2021, công dân từ tỉnh Bình Dương trở về tỉnh Lai Châu. Khoảng 21 giờ cùng ngày, về đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 4, Phúc Than, Than Uyên, Lai Châu. Ngày 19 tháng 12 năm 2021, có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 và được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Than Uyên. Các biện pháp đã và đang triển khai. Chỉ đạo các cơ quan chức năng thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm có liên quan đến ca bệnh để được tư vấn, hỗ trợ và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Quán triệt các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cách ly, điều trị, quản lý, giám sát chặt chẽ, không để lây nhiễm chéo tại cơ sở điều trị, cơ sở cách ly. Khuyến cáo nhân dân không lơ là chủ quan khi đã tiêm đủ liều vaccine, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, nhất là đeo khẩu trang, tự giác khai báo y tế, hạn chế tập trung đông người. Giám sát, phát hiện và kịp thời thông báo cho cơ quan y tế, chính quyền địa phương, các trường hợp công dân từ vùng dịch trở về địa phương để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Thưa quý vị, mặc dù là một trong những địa phương đang kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, thầy và trò vẫn đang được đến lớp để tổ chức dạy và học trực tiếp. Thế nhưng, các trường học trên địa bàn huyện Than Uyên thời điểm này đã và đang chủ động chuẩn bị những điều kiện cần thiết, các phương án cụ thể để sẵn sàng chuyển sang hình thức dạy học khác, phòng trường hợp khi địa phương có dịch để thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ kép, vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục đào tạo. Tại trường Trung học cơ sở Mường Than, xã Mường Than, huyện Than Uyên, nơi trên 90% là đồng bào dân tộc Thái, gần 10% là đồng bào dân tộc Mông, điều kiện kinh tế của các gia đình học sinh còn nhiều khó khăn, dẫn đến việc khó thực hiện giải pháp học trực tuyến như các trường học khác khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Do đó, để thực hiện mục tiêu không để học sinh dừng học khi không thể đến trường trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trường Trung học cơ sở Mường Than cũng đã xây dựng kế hoạch lựa chọn những nội dung cốt lõi, chỉ đạo các tổ chuyên môn, cán bộ chuyên môn, các giáo viên biên soạn nội dung bài tập đảm bảo theo đúng chương trình giảng dạy, dễ hiểu, phù hợp với năng lực của từng học sinh. Và các thầy cô giáo đến tận nhà từng em để giao bài tập, hướng dẫn học sinh học tập đối với những em không có thiết bị thông minh và tiến hành chuyển bài tập qua email, Facebook, Zalo cho những em có điện thoại, máy tính. Thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID với tình hình diễn biến dịch COVID bình thường và nhà trường vẫn thực hiện dạy và học trực tiếp tại nhà trường thì nhà trường cũng thực hiện đảm bảo theo cái khung phân phối chương trình cũng như là kế hoạch dạy học của nhà trường. Thế và cái nội dung thứ hai với phương án nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp mà học sinh phải ngừng đến trường học tập trực tiếp thì nhà trường cũng đã có phương án là xây dựng kế hoạch giáo dục đến học sinh với lại cá nhân học sinh tại các gia đình và nhà trường sẽ chỉ đạo giáo viên có kế hoạch bài dạy giáo dục. Còn tại trường tiểu học thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, cùng với công tác đẩy nhanh tiến độ dạy học để phòng chống dịch, các thầy cô trong trường cũng đang khẩn trương xây dựng các video bài giảng để dạy học truyền hình, sẵn sàng ứng phó khi địa phương có dịch xảy ra. Việc dạy học kết nối tại đơn vị trường tiểu học thị trấn Than Uyên đã được thực hiện từ năm học 2020-2021. Thì năm học 2020-2021 thì chúng tôi mới tổ chức dạy học kết nối ở các lớp trong khối, trong trường. Nhưng năm học 2021 và năm học 2022 này thì theo định hướng của Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Than Uyên thì việc dạy học kết nối đã được đẩy mạnh hơn. Đến thời điểm này, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Than Uyên cũng đã hoàn thiện các kịch bản để vừa chủ động ứng phó với dịch COVID-19, vừa đảm bảo tiến độ, chất lượng cho năm học 2021-2022. Theo đó, với các bước chuẩn bị chu đáo, tin rằng năm học 2021-2022, ngành giáo dục huyện Than Uyên sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho giáo viên, học sinh, vừa khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và đảm bảo chất lượng giáo dục. Ngày càng có thêm nhiều hộ gia đình tăng số lượng đàn vật nuôi, tăng diện tích trồng cỏ, phát triển chăn nuôi đàn gia súc theo hướng chăn nuôi tập trung có chuồng trại. Đây là kết quả bước đầu từ chính sách hỗ trợ làm chuồng trại theo nghị quyết số 04 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã và đang được huyện Tam Đường thực hiện.
Gia đình ông Nguyễn Quý Bắc, bản Tân Hợp, xã Sơn Bình đã thực hiện nuôi trâu sinh sản từ mấy năm trước đây. Gia đình cũng thực hiện trồng cỏ và chăn nuôi có chuồng trại, nhưng do kinh phí không nhiều nên chuồng trại chỉ làm đơn giản, không kiên cố. Từ khi nắm được chính sách hỗ trợ làm chuồng trại theo nghị quyết số 04 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, gia đình ông đã làm thủ tục để xin được hỗ trợ. Đến nay, trên 200 mét vuông chuồng trại phục vụ chăn nuôi đã được làm xong. Trước đây thì nhà gia đình thì nuôi quy mô gọi là nhỏ thôi, bây giờ nhà nước là hỗ trợ cái khu chuồng trại đấy, gia đình muốn là mở rộng đấy, phát triển rộng rãi ra một tí, thì vì nhà nước hỗ trợ thì gia đình đã ấy thì đã làm cái chuồng trại được, đã gọi là ổn. Thì sau này một vài năm nữa tôi muốn lớn hơn nữa. Hiện nay huyện Tam Đường có trên 36.000 con gia súc, sản lượng thịt hơi các loại 1.800 tấn. Để nghị quyết triển khai đúng đối tượng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã rà soát lập danh sách các hộ gia đình đủ điều kiện. Từ đầu năm đến nay đã triển khai hỗ trợ 115 chuồng trại, xây dựng chuồng trại chăn nuôi tập trung 17 hộ. Ở hàng năm ấy thì phòng đã tham mưu cho huyện giao chỉ tiêu phát triển cái chăn nuôi tới các xã thị trấn, thế rồi thu hút các cái nhà đầu tư vào phát triển cơ sở chăn nuôi tập trung, triển khai thực hiện có cái hiệu quả chính sách hỗ trợ trong chăn nuôi. Chỉ tính riêng năm 2021 ấy thì triển khai thực hiện hỗ trợ được 115 chuồng trại, xây dựng chuồng trại chăn nuôi tập trung cho 17 hộ và tuyển chọn được 4 cái con trâu đực nhằm cải tạo cái đàn gia súc. Thông qua các cái chương trình thì đã giúp coi như là mở rộng được cái quy mô phát triển chăn nuôi, như là tỷ lệ tăng trưởng đàn gia súc đạt được 6% trên một năm. Toàn huyện có 6 cơ sở chăn nuôi trâu bò tập trung, quy mô trên 15 con trên một cơ sở. Tại 4 xã như là thị trấn Tam Đường, Sơn Bình, Bản Giang và Bản Hon. Mặc dù đã có nhiều hộ gia đình được hỗ trợ làm chuồng trại theo nghị quyết số 04 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhưng hiện nay tập quán chăn nuôi của người dân chủ yếu là nhỏ lẻ, phân tán. Ý thức về việc phòng chống dịch bệnh của một số hộ dân còn hạn chế, vẫn còn hiện tượng chăn nuôi thả rông nên khó khăn trong kiểm soát dịch bệnh. Đây cũng là một trong những khó khăn để thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí xây dựng chuồng trại chăn nuôi tập trung quy mô lớn mà nghị quyết đã đề cập, đó là quy mô từ 10 đến 20 con trên một chuồng sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng một con, quy mô 21 đến 30 con một chuồng mức hỗ trợ 3,5 triệu đồng một con, quy mô trên 31 con một chuồng sẽ hỗ trợ 4 triệu đồng một con. Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện nêu gương tự phê bình và phê bình, chi bộ Bản Giằng, xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn không phê bình chung chung, xuê xoa, chiếu lệ. Bí thư chi bộ đã nghiêm túc chỉ ra những ưu khuyết điểm của từng đảng viên, đồng thời phát huy ý thức tự giác, dân chủ để đảng viên tham gia đóng góp ý kiến. Qua kiểm điểm, ý thức tự phê bình và phê bình của đảng viên được nâng lên. Vì vậy, tính chiến đấu và bản lĩnh chính trị của mỗi đảng viên được nâng cao. Chi bộ Bản Giằng, xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn có 20 đảng viên. Trong quá trình hoạt động, chi bộ luôn xác định tự phê bình và phê bình là nguyên tắc sinh hoạt phải được coi trọng, triển khai thường xuyên, liên tục, nghiêm túc cho mỗi đảng viên. Gắn với nội dung sinh hoạt định kỳ, chi bộ tổ chức tự phê bình và phê bình với nội dung cụ thể, thiết thực, tập trung vào thực hiện nhiệm vụ, ý thức kỷ luật của mỗi cá nhân được giao thực hiện, đảm nhiệm. Bên cạnh đó, lồng ghép thực hiện kiểm điểm theo nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung hình thức tổ chức sinh hoạt cũng đổi mới thường xuyên nên chi bộ không có đảng viên vi phạm pháp luật, lệch lạc trong nhận thức, luôn nêu cao tinh thần tự giác, tính chiến đấu, chân thành, thẳng thắn, khách quan, trung thực để đóng góp cho đảng viên và tự rút kinh nghiệm, sớm đề ra biện pháp để khắc phục. Và phải nói là nhiều đồng chí là có cái tinh thần gương mẫu rất là tốt, nhưng ngược lại một số ít đồng chí đảng viên, một là cũng do cái điều kiện nhiều yếu tố liên quan, cho nên là cái sự gương mẫu đó nó chưa thể hiện tức là tốt cho lắm. Chúng tôi cũng đã sinh hoạt và cũng đưa ra kiểm điểm để rút kinh nghiệm, tức là cái tính tiên phong và phê và tự phê bình, xây dựng chỉnh đốn đảng về vấn đề những đảng viên mà hạn chế về vấn đề nhận thức, hạn chế về vấn đề thiếu gương mẫu, là chúng tôi đưa vào phê tự phê bình sinh hoạt hàng tháng để rút kinh nghiệm, giúp đỡ nhau. Phê bình và tự phê bình trên tinh thần dân chủ. Bởi vậy, chi bộ Bản Giằng đã tập trung được trí tuệ, có nhiều giải pháp thiết thực trong công tác phát triển đảng viên.
xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và nhanh chóng đưa chủ trương, nghị quyết của cấp trên vào cuộc sống. Là một người đảng viên trẻ, tôi luôn tiên phong trước mọi lĩnh vực và trong thời gian tới tôi sẽ cố gắng khắc phục những hạn chế khuyết điểm để hoàn thiện bản thân mình hơn. Nhiều năm liền giữ vững danh hiệu bản văn hóa, hàng năm chi bộ và 100% đảng viên được đảng bộ xã xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, thực hiện đạt 100% chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Những kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ từ việc nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình của đảng viên chi bộ bản Sằng, xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn. Trong thời gian qua, huyện Tam Đường luôn quan tâm dành nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Ngay sau khi Hội đồng Nhân dân huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đường đã chỉ đạo phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản để các chủ đầu tư sớm triển khai thực hiện. Tổng kế hoạch vốn được giao trong năm là trên 63 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân được trên 53 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch. Từ nguồn vốn này, huyện Tam Đường đã tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng trọng điểm, hạ tầng nông thôn mới, hạ tầng giao thông, du lịch. Qua đó, Tam Đường đã thu hút được làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp, hợp tác xã có thương hiệu, đóng góp không nhỏ cho ngân sách địa phương, tạo nhiều việc làm cho người lao động địa phương. Kết quả trên là nhờ huyện Tam Đường đã quản lý tốt việc sử dụng vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước qua các năm. Việc lập kế hoạch vốn đầu tư cũng đã từng bước phù hợp với yêu cầu của thực tế và vốn đầu tư thực hiện cũng bám sát kế hoạch vốn đầu tư được phê duyệt vào đầu năm. Năm 2021, huyện Tân Uyên đã trồng mới 91,8 hectare chè, đạt 114,7% kế hoạch. Trong đó, trồng chè canh được 30,6 hectare tại xã Mường Khoa, Thân Thuộc, thị trấn Tân Uyên và Bắc Ta. Trồng chè hạt được 56,2 hectare tại xã Phúc Khoa, Mường Khoa, Thân Thuộc, thị trấn Tân Uyên và Hố Mít. Năm 2022, bên cạnh công tác chỉ đạo, nhân dân, chăm sóc và thu hái các diện tích chè đã có, huyện Tân Uyên sẽ phấn đấu trồng mới 80 hectare chè tập trung và 5 hectare chè cổ thụ, nâng tổng diện tích chè lên 3.333 hectare, với sản lượng chè búp tươi phấn đấu đạt 26.000 tấn. Thời gian qua, công tác xóa đói giảm nghèo được huyện Phong Thổ đặc biệt quan tâm, kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, các chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, tín dụng ưu đãi cho các hộ nghèo. Ngoài ra thường xuyên hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trong dịp lễ, Tết, hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo tiêu chí đa chiều, đến cuối năm 2021, huyện Phong Thổ có hơn 8.300 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ hơn 48%, giảm 636 hộ nghèo, 885 hộ cận nghèo so với năm 2020. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách đến đối tượng thụ hưởng được quan tâm chỉ đạo, thực hiện đa dạng về nội dung, hình thức, qua đó giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, vị trí của công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, khuyến khích người nghèo tận dụng các chương trình chính sách, hỗ trợ vươn lên trong cuộc sống. Thời gian qua, cùng với việc tăng cường nâng cao chất lượng giáo dục ở từng cấp học, công tác giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cũng được ngành giáo dục tỉnh đặc biệt quan tâm. Và để tiếp tục duy trì, nâng cao kết quả này, ngành đã chỉ đạo các đơn vị trường học mầm non khắc phục khó khăn, từng bước đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ nhằm đảm bảo các tiêu chí phổ cập. Năm 2021, huyện Mường Tè tập trung chỉ đạo kiểm tra đôn đốc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đảm bảo theo kế hoạch, tăng cường chỉ đạo thanh toán quyết toán các nguồn vốn năm trên địa bàn huyện, tổ chức công bố xã Thu Lũng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Đồng thời, tập trung hoàn thiện hồ sơ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 cho xã Can Hồ. Tính đến nay, trên địa bàn huyện Mường Tè có 4 xã đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 4 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 5 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí. Bình quân mỗi xã đạt 15,4 tiêu chí, tăng 0,38 điểm tiêu chí so với năm 2020. Năm nay, huyện Than Uyên có kế hoạch gieo cấy vụ chiêm xuân trên 2.000 ha với các giống chủ yếu thuộc dòng Jamonica, gồm sén cù, Z02, tẻ tròn, dâu và các giống lúa nếp. Để đảm bảo kế hoạch gieo cấy đề ra, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các xã đôn đốc nông dân trong huyện tích cực làm đất. Và đến thời điểm này, người dân trên địa bàn huyện đã làm đất được trên 40% diện tích, đang tích cực lấy nước cày bừa. Ngoài ra, huyện cũng đã chỉ đạo bà con xuống giống gieo mạ được 40 ha. Huyện phấn đấu làm đất xong 100% diện tích và thực hiện gieo cấy 60% trước Tết Nguyên đán.
Các thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký để ủng hộ các chương trình của chúng tôi tại kênh YouTube và fanpage chính thức có địa chỉ Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.